Xin kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chuyên mục An ninh Ninh Bình của chúng tôi. Trong chuyên mục tuần này, sau phần tin phản ánh các hoạt động nổi bật trong tuần, kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi phóng sự Người công an Ninh Bình nơi tuyến đầu chống dịch. Cuối chương trình là mục ống kính phóng viên với tựa đề Ngựa quen đường cũ. Sau đây, mời quý vị và các đồng chí theo dõi nội dung chi tiết. Công an huyện Kim Sơn vừa phối hợp với huyện đoàn Kim Sơn, phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục hệ trung học phổ thông trên địa bàn huyện tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông cho học sinh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo công an huyện báo cáo về tình hình đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2021, đặc biệt là việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của thanh thiếu niên học sinh trên địa bàn, thảo luận và ký quy chế phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào một số nội dung như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của liên ngành công an giáo dục về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng ngừa các vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên học sinh vi phạm, tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho các cơ sở giáo dục nói riêng và địa bàn huyện Kim Sơn nói chung. Ngày 10 tháng 10 năm 2021, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Ninh Bình và Sở Thông tin và Truyền thông triệu tập và làm rõ hành vi đăng tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 đối với Trần Thị Huệ, sinh năm 1992, trú tại phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình. Trước đó, hồi 14 giờ 30 phút ngày 9 tháng 10 năm 2021, Huệ đã sử dụng mạng xã hội Facebook cá nhân Phạm Bảo Anh đăng tải bài viết với nội dung Nhà thi đấu 6 ca dương tính trong đoàn đi tiêm. Sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút được nhiều lượt bình luận, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn. Tại cơ quan công an, Trần Thị Huệ đã thừa nhận hành vi đăng tin sai sự thật của mình. Căn cứ theo điểm D khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với Trần Thị Huệ về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông của các đối tượng là thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn, nhất là các hành vi điều khiển xe mô tô, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nguy cơ tác hại cũng như những chế tài xử lý của pháp luật đối với các hành vi trên, Công an huyện Yên Khánh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông chủ trì phối hợp với lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an xã chính quy huy động tối đa lực lượng phương tiện, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tập trung vào các tuyến trọng điểm, các cổng trường học để phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm. Kết quả từ ngày 28 tháng 9 năm 2021 đến nay, lực lượng công an huyện đã phát hiện xử lý gần 50 trường hợp thanh thiếu niên học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 4 trường hợp sử dụng xe mô tô phóng nhanh, lạng lách, bốc đầu xe, phạt tiền gần 40 triệu đồng, tạm giữ 35 phương tiện. Qua công tác trinh sát tại khu vực phố Mỹ Sơn, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Gia Viễn phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Long, sinh năm 1992, ở thôn Bích Thượng, xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, cất giấu trong người hơn 40,7 gram heroin. Nguyễn Văn Long khai mua số heroin trên ở tỉnh Hòa Bình mang về bán cho đối tượng khác trên địa bàn với giá 30 triệu đồng kiếm lời. Khi Long đang trên đường đi giao hàng thì bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an huyện Gia Viễn phát hiện bắt quả tang. Thi hành lệnh khám xét chỗ ở của Nguyễn Văn Long, cơ quan công an thu giữ cân điện tử, 120 vỏ túi ni lông và các dụng cụ phục vụ cho việc mua bán trái phép chất ma túy. Kính thưa quý vị, thưa các đồng chí, thời gian qua, với vai trò là lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, lực lượng công an toàn tỉnh đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn gian khổ, không quản mưa nắng ngày đêm, vừa đảm bảo tốt an ninh trật tự, vừa tích cực chủ động tham gia nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, các khu cách ly, khu điều trị bệnh nhân COVID-19, đồng thời tổ chức các hoạt động chia sẻ, giúp đỡ, tặng quà, thiện nguyện nhằm chung tay cùng với các cấp, các ngành và toàn dân sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 cho cuộc sống trở lại bình yên. Ý thức được vai trò, trách nhiệm nặng nề của mình trong cuộc chiến với kẻ thù vô hình, giặc COVID-19, lực lượng công an toàn tỉnh đã sớm xây dựng các phương án, kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh với mục tiêu cao nhất là không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Phối hợp thành lập gần 100 chốt kiểm soát dịch bệnh đối với người và phương tiện vào và đi qua địa bàn tỉnh, tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại gần 50 cơ sở cách ly, khu điều trị trên địa bàn.
hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an Ninh Bình ngày đêm bám tuyến, bám địa bàn đã góp phần giúp cho tỉnh Ninh Bình trở thành một trong những địa bàn khống chế và kiểm soát dịch bệnh tốt nhất trên địa bàn toàn quốc. Đặc biệt, thấu hiểu những vất vả khó khăn của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, nhằm bày tỏ tình đoàn kết, sự chung sức, đồng lòng, chia sẻ và động viên với các lực lượng tham gia phòng chống dịch và các tầng lớp nhân dân, nhất là người dân trở về từ các tỉnh có dịch, người bị nhiễm bệnh. Giám đốc Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua, chung tay, đồng lòng phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Qua đó đã dấy lên khí thế thi đua sôi nổi trong tổ chức các hoạt động giúp đỡ, tặng quà, thiện nguyện của lực lượng công an toàn tỉnh. Các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên các tuyến, các địa bàn, hay không quản ngày đêm mưa gió, trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho những đoàn người từ các tỉnh phía Nam tự phát trở về quê bằng xe máy đi qua địa bàn tỉnh, bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để dịch bệnh xâm nhập, không để mất an ninh trật tự an toàn giao thông được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Các đơn vị khối tham mưu xây dựng lực lượng hậu cần tổ chức thăm hỏi, tặng quà 16 chốt kiểm dịch y tế, các tổ COVID cộng đồng trên địa bàn huyện Gia Viễn, trao tặng các nhu yếu phẩm, vật tư y tế như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, kính chống giọt bắn, nước uống, với tổng số tiền trị giá trên 30 triệu đồng, góp phần cùng các lực lượng nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Là lực lượng nòng cốt xung kích trên các mặt công tác, chẳng những đang có hàng trăm đoàn viên, thanh niên, hội viên, phụ nữ đang ngày đêm bám tuyến, bám địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã phối hợp các tập thể cá nhân tổ chức trao tặng hàng nghìn lốc nước lọc, thùng nước chanh muối, hàng trăm thùng mì tôm, bánh kẹo và nhiều nhu yếu phẩm khác, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các khu phong tỏa, người dân tại các khu cách ly y tế, các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Hội Phụ nữ Công an tỉnh chúng tôi cũng đã luôn quan tâm, động viên, khích lệ, tạo động lực để các nữ đồng chí tận tụy cống hiến. Ngoài việc trực tiếp tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt phòng dịch, trực tiếp tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chị em cũng đã quyên góp kinh phí để trao tặng các nhu yếu phẩm cần thiết và tham gia hỗ trợ công tác hậu cần, phục vụ các chốt kiểm dịch. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung sức cùng cộng đồng phòng chống dịch COVID-19 và động viên người dân từ các tỉnh có dịch về quê yên tâm thực hiện các biện pháp cách ly phòng chống dịch COVID-19. Các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, tặng quà tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn các huyện Gia Viễn, Nho Quan, thành phố Tam Điệp, thành phố Ninh Bình, ủng hộ các loại thực phẩm, vật dụng thiết yếu như bánh, sữa, nước lọc, áo mưa, ấm đun nước siêu tốc để người dân tại các khu cách ly vững vàng, yên tâm thực hiện các quy định về phòng dịch. 100% cán bộ chiến sĩ, cơ quan ủy ban kiểm tra Đảng Công an tỉnh sẵn sàng để tăng cường tham gia cái lực lượng phòng chống dịch COVID-19, vận động và quyên góp để tặng trung tâm 35 ấm đun nước siêu tốc và một số cái nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Tuy giá trị quà thì không lớn, nhưng mà đây là tấm lòng sẻ chia và động viên người dân trong khu cách ly yên tâm và chấp hành tốt cái quy định phòng chống dịch và chung sức cùng với cộng đồng để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Từ khi tiếp nhận bà con trở về từ các tỉnh phía Nam về cách ly tại đây, chúng tôi đã phối hợp với lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Bên cạnh đó, các đồng chí của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ bà con, làm vơi bớt những cái khó khăn trong quá trình thực hiện cách ly. Đây là một việc làm rất thiết thực mà bà con ở đây cũng rất là cảm động. Các đơn vị cũng tích cực phối hợp với các tôn giáo, các nhà hảo tâm tổ chức các hoạt động giúp đỡ nhân dân, đặc biệt là các cơ sở giáo dục trên địa bàn có đủ các điều kiện để bước vào năm học mới yên tâm phấn khởi. Tiêu biểu như Phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh phối hợp với chùa Phúc Trình, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình tổ chức hoạt động thiện nguyện tiếp bước đến trường, trao quà khuyến học, đã trao tặng 2 bộ máy vi tính, 5 xe đạp, 43 suất quà, 13 mũ bảo hiểm và 43 triệu đồng cho nhà trường và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường trung học cơ sở xã Ninh Khang và trường trung học cơ sở xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư. Chương trình tiếp bước đến trường, trao quà khuyến học tại trường trung học cơ sở Ninh Khang. Cái hoạt động này không chỉ có ý nghĩa là hỗ trợ giúp đỡ cho các em vượt qua khó khăn để có thể tiếp tục đến trường, mà nó còn tiếp thêm cái nguồn động lực và cái nguồn động viên rất là lớn lao đối với lại các em, giúp cho các em yên tâm đến trường,
và thực hiện được ước mơ, được khao khát học tập của mình. Xin thay mặt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường rất cảm ơn. Đó chỉ là một số hoạt động tiêu biểu của lực lượng công an toàn tỉnh trong giúp đỡ, chia sẻ, động viên, chung tay cùng các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 với mong muốn sớm đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống trở lại bình thường. Mỗi thời điểm, mỗi lúc khó khăn, hình ảnh của người cán bộ chiến sĩ công an Ninh Bình luôn sát cánh cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân, thực sự đã góp phần tô thắm thêm truyền thống của lực lượng công an nhân dân Việt Nam vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đây là Phạm Minh Ánh, sinh năm 2001, trú tại thôn 3, xã Đông Sơn, và Phạm Thanh Hải, sinh năm 1976, trú ở tổ 6, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Tam Điệp khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Phạm Minh Ánh và Phạm Thanh Hải đều là những đối tượng nghiện ma túy, đối tượng hình sự cộm cán. Phạm Thanh Hải đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội cướp tài sản, 1 tiền án về tội hiếp dâm. Phạm Minh Ánh có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Những tưởng sau khi chấp hành xong án phạt tù, chịu sự trừng phạt của pháp luật, các đối tượng sẽ ăn năn hối hận về những lỗi lầm đã gây ra, tự giác thay đổi, tích cực lao động sản xuất, hòa nhập cộng đồng để trở thành người có ích cho xã hội. Nhưng ngựa quen đường cũ, thói hư tật xấu trỗi dậy, bọn chúng lại rủ nhau đi cướp tài sản để thỏa mãn cơn nghiện ma túy. Nghĩ là làm, Phạm Thanh Hải bàn với Phạm Minh Ánh sử dụng xe mô tô, dùng bùn che biển kiểm soát, mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, ngụy trang, hòng để dễ bề phạm tội và gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Sau đó bọn chúng điều khiển xe tìm đối tượng là những chị em phụ nữ đi xe máy một mình, để túi sách ở xe để cướp giật tài sản. Tôi có đi làm về đến đoạn thôn 4C, xã Đông Sơn. Tôi có điện thoại, tôi dừng xe lại, tôi nghe máy thì bất ngờ có một thanh niên ở đằng sau giật cái túi sách của tôi. Bên trong túi sách có điện thoại iPhone X và hơn 7 triệu đồng và một số giấy tờ khác. Tôi có giằng co để giữ lại cái túi, nhưng giằng co đi giằng co lại thì tôi bị ngã. Người đấy lấy được cái túi đấy lên xe của một người thanh niên khác đang đứng chờ sẵn. Rồi hai người bỏ chạy theo hướng về xuôi về dưới Đông Sơn. Những tưởng với việc ngụy trang tinh vi, kín đáo, hành động mau lẹ, chuyên nghiệp khi đi cướp giật tài sản như thế thì sẽ khó ai có thể phát hiện ra hành vi phạm tội. Tuy nhiên, với việc áp dụng sắc bén các biện pháp nghiệp vụ, với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, chỉ gần một ngày sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Tam Điệp đã phát hiện, bắt giữ được Phạm Minh Ánh khi y đang lẩn trốn tại xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, đồng thời tổ chức truy bắt gắt gao đối với Phạm Thanh Hải. Biết trốn cũng không thể thoát, ngày 8 tháng 10 năm 2021, Phạm Thanh Hải đã đến Công an thành phố Tam Điệp đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Thì do dịch bệnh thiếu tiền, thì tôi có gọi Ánh lên nhà, và chúng tôi có chuẩn bị là quần áo mưa, và tôi có sang nhà hàng xóm và mượn một cái xe máy Dream. Đó thì về là tôi có lấy đất xe để biển số xe. Rồi thì tôi với Ánh là cùng chạy xuống cái đường Đông Sơn. Thì gặp người phụ nữ đang nghe điện thoại, thì là tôi dừng xe, là Ánh chạy xuống và giật chiếc túi sách. Vụ án đã được Công an thành phố Tam Điệp nhanh chóng điều tra, làm rõ, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại. Điều đó đã thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, tinh thần khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để điều tra bắt giữ tội phạm, cho dù chúng tinh vi, xảo quyệt đến như thế nào. Khi xảy ra vụ việc là thời điểm lúc đó là đã 7 giờ kém, tối 7 giờ tối nên khu vực xảy ra vụ việc là rất vắng người qua lại. Các đối tượng đã chuẩn bị các công cụ, phương tiện, đặc biệt là các cái quần áo cũng như là các đồ bảo hộ để ngụy trang, che giấu cái thân phận. Đội cảnh sát hình sự xác định đây vụ việc hết sức nghiêm trọng, đã kịp thời báo cáo ngay đồng chí trưởng công an thành phố, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra để huy động tổng lực các biện pháp cũng như là phối hợp tối đa các lực lượng để tiến hành để nhanh chóng rà soát, phát hiện đối tượng và truy bắt đối tượng. Vụ án này là bài học đắt giá cho những kẻ như Phạm Minh Ánh, Phạm Thanh Hải.
lười lao động, thích hưởng thụ, thì con đường tất yếu cuối cùng cũng là sự trừng phạt của pháp luật bằng những bản án nghiêm khắc. Thật là lưới trời lồng lộng mà khó lọt. Còn người dân, nhất là chị Hà Thị Tranh, đã có thêm bài học cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của mình. Khi ra đường, không nên mang nhiều tài sản có giá trị, hạn chế nghe điện thoại hoặc đứng nơi vắng vẻ, thì chẳng khác nào tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động. Chỉ khi mỗi người, mỗi nhà đều nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa, thì bọn tội phạm như Phạm Minh Ánh, Phạm Thanh Hải mới không có đất sống. Chuyên mục An ninh Ninh Bình tuần này của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!